Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị một căn nhà nằm ở trên trục ngõ thông, ô tô có thể đi qua, diện tích từ 33 cho tới 35 mét vuông, có căn thì là 37 mét mọi người ạ. Với cái căn nhà này thì thiết kế và xây dựng rất là hiện đại, gác lửng ở phía trên. Với cái ngõ này thì ô tô tải có thể đi qua nhà, vị trí nằm thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Căn nhà được thiết kế và xây dựng 4 tầng vừa mới hoàn thiện xong hết, chỉn chu chỉ việc dọn đồ về ở. Sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà luôn theo hiện trạng nhà, hồ sơ điện, hồ sơ nước, được lắp đặt đầy đủ, đường ngõ thông thoáng mọi người ạ. Đó. Với cái căn nhà như thế này thì quý vị có thể kinh doanh online và xe ô tô tải có thể đi qua cửa. Rất là hợp lý. Với căn nhà này, hướng nhà Tây Nam, mặt tiền 3,5m, mặt hậu 3,5m, rất là vuông vắn, thông thoáng. Mời người theo em vào cái phần cụ thể của căn nhà. Với thiết kế phần lớp cửa chính thì 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa gỗ. Tiếp theo với cái phần khoảng không ở đây, mọi người có thể nhìn thực tế phần tầng 1 của ngôi nhà. Đây là cái phần để xe máy và thiết kế rất là hợp lý. Cái không gian phòng bếp đây đã được hoàn thiện xong hết rồi, chỉ việc dọn đồ về và ở. Toàn bộ tủ bếp thì được hoàn thiện xong xuôi. Điện, nước, hồ sơ điện nước đều được lắp riêng biệt. Với cái giá chào bán của cái căn nhà này cũng rất là hợp lý, 2.500.000.000 bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Và với cái phần hoàn thiện gạch lát nền kích thước gạch 60-60, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Với cái không gian phòng bếp thì ở đây có một cái ô cửa sổ thoáng nhỏ nhỏ hướng ra phía bên mặt ngõ đó mọi người ạ. Thiết kế chỉn chu. Với căn nhà 4 tầng hoàn thiện đầy đủ, giấy phép xây dựng đầy đủ, quý vị có thể vay vốn ngân hàng với cái căn nhà này lên tới 80% giá trị của cái căn nhà sau khi ngân hàng định giá. Về phần ngân hàng thì mọi người có thể liên hệ với Ngọc Ánh để có thể tư vấn tốt nhất nha. Với cái phần tầng 1, ngoài cái khu vực để xe, phòng bếp thì còn có một cái phòng vệ sinh đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng phía dưới tầng 1. Toàn bộ hệ thống cổ trụ tay vịn cầu thang đi lên các tầng, từ phía tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà. Thiết kế ở đây toàn bộ là gỗ lim, mọi người có thể nhìn thực tế nhé. Mặt bậc của bậc cầu thang, ốp đá đen, cổ trắng. Căn nhà này thì quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Với cái phần vay vốn ngân hàng, quý vị có thể chi trả trước khoảng tầm 1 tỷ cho tới 1 tỷ 3 tiền mặt thôi. Phần còn lại, ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 35 năm và tối thiểu là 3 năm. Sau đây, ngoài xin mời mọi người theo em lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Bước chân lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà, ở đây thiết kế là phần phòng khách mọi người ạ. Phần phòng khách thiết kế rất là rộng. Đây mọi người có thể nhìn khoảng không từ phía phòng khách hướng ra này, rất là rộng, rất là thoáng. Căn nhà này hướng nhà là hướng Tây Nam. Ngoài ra ở đây có căn hướng Tây Bắc, cũng mặt ngõ và diện tích rộng hơn, giá cao hơn một chút nha mọi người. Ngoài ra cũng ở cái khu vực này, Ngọc Ánh hiện tại đang có căn nhà 46m2, có sân riêng, thiết kế rất là ổn và hợp lý. Cái đấy thì mọi người cứ có thể liên hệ trực tiếp với em để em có thể tư vấn cho quý khách hàng cái tầm tài chính và cái mong muốn tốt nhất nhé. Đây là cái phần phòng khách, thiết kế sàn gỗ, hệ thống trần thạch cao, thông thoáng. Hai vách lam để ngăn cách giữa cái phần cầu thang và cũng là cái phần trang trí ở phần phòng khách. Sau đây em xin mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà, thiết kế phần hai phòng ngủ trước và sau, cầu thang ở giữa. Đây là cái phần phòng ngủ đầu tiên hướng ra phía mặt ngõ mọi người ạ. Tất cả các phòng ngủ đều được lát sàn gỗ, cửa sổ thông thoáng, cửa sổ được lắp hai lớp cửa, bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Với vị trí căn nhà này, nó gần với trục đường quốc lộ 6, gần với lại trục đường cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương, gần với ngã tư Lê Trọng Tấn, gần với trường đại học Phenica. Nói chung giao thông đi lại thuận tiện, với một căn nhà 4 tầng về ở ngay, sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà luôn, pháp lý chuẩn chỉnh. Đây là cái căn phòng ngủ phía bên trong. Đây, mọi người có thể nhìn nhá. Đây ạ, thiết kế ở phía bên trong cũng đều có cửa sổ cả, rất là thoáng. Phòng ngủ trước sau đều rất là vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất. Tất cả các cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ lim, rất là hợp lý với một cái căn nhà 2,5 tỷ. Thiết kế phòng khách riêng biệt, phần để xe riêng biệt, phòng bếp riêng. Đây là phần phòng vệ sinh ở phía tầng 3 mọi người ạ. Hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, quạt hút mùi, bồn cầu, lavabo. Nói chung đáp ứng cái công năng sử dụng cho quý vị sử dụng theo từng tầng. Đó,
Đây là tầng 3 rồi và phần còn lại là tầng 4 thì mời mọi người theo em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà nha. Với tầng 4 của ngôi nhà, ở đây thiết kế một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Trên phía tầng 4 thiết kế một phòng ngủ nữa. Như vậy căn nhà này có 3 phòng ngủ riêng biệt. Đây là cái căn phòng ngủ tiếp theo. 3 phòng ngủ riêng, tất cả các phòng đều có đầy đủ ống chờ, dây chờ, át chờ điều hòa, cửa sổ thông thoáng. Tất cả các cửa thông phòng đều thiết kế là cửa gỗ lim. Đây, phòng vệ sinh ở trên phía tầng 4. Như vậy, với cái căn nhà này có những 4 phòng vệ sinh. Tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, tất cả đều có phòng vệ sinh đáp ứng cho quý vị sử dụng. Công năng theo từng tầng. Ngoài ra, trên phía tầng 4 thiết kế đây là một cái phần khu vực để làm phòng thờ riêng, một phòng thờ riêng biệt. Đó, một phòng thờ riêng có cửa. Phần còn lại đó là phần sân phơi. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà, nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý mọi người ạ. Đây là cái phần để máy giặt. Như vậy Ngọc Ánh đã review rất là chi tiết cụ thể với cái căn nhà này. Diện tích là 33m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Mặt ngõ thông, mọi người có thể kinh doanh online thoải mái bởi vì xe tải có thể đi qua. Và với căn nhà này giá chào bán 2.500.000.000 đồng bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin thì vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ em và đăng ký kênh để có thể là những cái khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.